cuốn thứ ba trong cái cuốn trong năm cuốn bộ sách diện trần căn bản của tác giả Bùi Quế Châu ấy, là cuốn tuyển tập đồ hình diện trần điều khiển liệu pháp xoa bóp Việt Nam. Thì cái cuốn này cái nó rất là mỏng các bạn ạ. Mỏng thì thực ra nó cũng cái phần các đồ hình phản chiếu này nó giống như cái cuốn sách đồng ứng thôi, nhưng mà nó được in màu. Đấy. Đấy. Tuy nhiên cái phần này nó có quan trọng nhất vài cái trang này. Trang này. Phần này thầy giới thiệu về cách sử dụng các đồ hình đồng ứng trong cái cuốn sách, và quan trọng nhất là thầy trình bày cái thuyết nhất nguyên luận ứng dụng trong diện trần điều khiển liệu pháp. Thực ra cái phần này là phần nâng cao một chút rồi. Cái phần này thì thực ra là những người mà mới tìm hiểu sơ qua ấy, thì người ta sẽ đọc rất là khó hiểu. Tuy nhiên những người tìm hiểu chuyên sâu rồi ấy, những người học cao cấp nâng cao, hoặc là những người học để trở thành thầy thuốc thì không thể bỏ qua được phần này được. Trong cái các thuyết của diện trần ấy, cái thuyết nhất nguyên luận và nhị nguyên luận ấy, là hai cái phần rất là quan trọng. Nó nói lên cái nền tảng của diện trần. Đó thì các bạn phải đọc kỹ cái phần này. Đó, đây là cái cách để mình hiểu tại sao thầy lại sáng chế được ra được các đồ hình phản chiếu và các đồ hình đồng ứng. Và cái phần này, phần quan trọng này, là bảng hướng dẫn sử dụng các dụng cụ xoa bóp Việt Nam theo phương pháp Bùi Quế Châu. Thì ở cái cuốn sách đồng ứng này thì thầy hướng dẫn là cái cách sử dụng từng dụng cụ cụ thể thôi. Nhưng mà trong cái cuốn sách xoa bóp Việt Nam này thì thầy có chia ra là các kỹ thuật khác nhau, và quan trọng nhất là thầy hướng dẫn khi mà sử dụng chung các dụng cụ ấy thì cái nguyên tắc của nó là gì. Nguyên tắc đầu tiên là phải tìm cho được các sinh huyệt theo cái lời dặn chung này. Sinh huyệt là gì thì trong này thầy có nói rõ, các bạn vui lòng phải đọc thêm trong sách. Sinh huyệt là những cái điểm khác thường, điểm đau, điểm tê, điểm buốt, điểm cộm, điểm cứng. Rồi cái cách thứ hai là gì, nếu mà không tìm được sinh huyệt thì các bạn sẽ phải làm gì? Các bạn sẽ phải phải tác động theo 8 nguyên tắc tác động chẳng hạn. Ví dụ là dùng tất cả các dụng cụ, các bạn cứ thấy đau ở đâu thì các bạn tác động ở đó, tác động tại chỗ, hoặc là tác động lân cận, hoặc là tác động theo luật đồng ứng, theo phản chiếu, vân vân. Thì trong này thầy có hướng dẫn hết. Thì dù bất cứ người nào ấy đều có thể sử dụng được các cái dụng cụ này, các kỹ thuật này, chỉ cần cầm cái lan lăn tại chỗ là đã giảm đau đi rất là nhiều rồi. Đấy, thì trong này thầy có ghi rõ, và một ngày mình phải tác động bao nhiêu lần, và mỗi một vị trí thì tác động bao nhiêu cái. Đó, trong sách này thầy có đề cập hết. Ví dụ thì mình tác động và bệnh nhân cảm thấy đỡ khoảng 70-80% rồi thì là dừng, là thành công rồi. Đấy, còn nếu mà tác động mà mình mãi mà bệnh nhân không thức khỏi thì nguyên nhân ở đâu. Đấy, thì trong sách này thầy đã chỉ rõ cho chúng ta rồi. Đấy. Rồi trong sách này thầy ghi tiếp này, ví dụ lăn thì phải lăn như thế nào, thầy có trình bày rõ các kỹ thuật lăn phải 45 độ, đó, phải lăn từ dưới lên trên, từ trong ra ngoài, lăn chiều dương thế nào, chiều âm thế nào, thì thầy có viết rõ trong sách này. Rồi gõ, các kỹ thuật gõ như thế nào, để gõ làm sao để đạt được hiệu quả cao nhất. Rồi cào như thế nào, ấn như thế nào, day như thế nào, gạch như thế nào, dán cao và sức sầu như thế nào để đạt được hiệu quả cao nhất. Rồi hơi nóng bằng điếu hải cứu chữa những cái bệnh gì. Rồi trường lạnh, rồi tác động bằng các máy dung huyệt. Thì theo mình, để có thể sử dụng được các dụng cụ được một cách cao nhất và tăng cao cái hiệu quả chữa bệnh cho bệnh nhân thì không thể bỏ qua được cuốn sách này. Nó chỉ mỏng thôi, nó chỉ có 4-5 trang thôi. Tuy nhiên ý, theo mình thấy là gì, dù những người mới làm hay những người đã làm lâu lắm, dù có sáng tạo bao nhiêu đi chăng nữa, nó không thoát khỏi được các quy tắc. Đã gọi là quy tắc thì là bất di bất dịch. Người mới làm hay người làm lâu lắm rồi ấy, thì để đạt được hiệu quả cao nhất thì phải tuân thủ nguyên tắc. Đã nói là nguyên tắc rồi, để có được hiệu quả là phải nguyên tắc là cái hàng đầu. Nguyên tắc không thể thay đổi được. Vì vậy thầy Châu ấy, thầy đã nói hết cho chúng ta rồi, và rất là khâm phục mà thầy, bộ óc rất là vĩ đại và trí tuệ của thầy rất là minh triết. Càng học càng đi sâu, mình sẽ thấy rằng gì, mặc dù thầy trình bày rất là đơn giản thôi, tuy nhiên thì là gì, thầy đã có cái con mắt nhìn bao quát rồi. Mình không phải nghĩ nhiều, mình cũng không phải sáng chế ra nhiều. Tại vì mình có sáng chế ra được hay mình nghĩ ra được thì cũng không thoát ra khỏi được các nguyên tắc thầy đã trình bày cho chúng ta. Thế nên là càng học càng đi sâu, càng nghiên cứu thì càng khâm phục trí tuệ tuyệt vời của thầy. Và thực sự là mình rất là mong mà nếu mà đất nước Việt Nam mình mỗi một lĩnh vực mà có một người thầy như thầy ấy, thì thực sự đất nước của chúng ta sẽ là một đất nước rất là hùng cường và may mắn. Trong lĩnh vực y học, lĩnh vực chăm sóc sức khỏe là một trong những lĩnh vực mà quan trọng bậc nhất trong các lĩnh vực khoa học, thì đã có thầy Bùi Quế Châu rồi.
Thì mình rất là may mắn, cái cuộc đời mình cũng rất là may mắn là gì, được biết đến thầy và đi theo phương pháp của thầy. Thực sự là mình không biết dùng lời lẽ nào hơn để cảm tạ thầy và tri ân thầy. Đó, mình mong rằng ấy, các bạn cũng tiếp cận được và thấy được những cái hay cái đẹp của Diện Trần mà các bạn làm theo, để có thể là tự giúp mình rồi giúp người. Mình đừng có nghĩ là giúp cái gì cao siêu quá, những cái gì mà to tát quá, mình chỉ cần giúp cho họ những cái đơn giản thôi. Ví dụ họ đau mình giúp họ giảm đau, họ mất ngủ mình giúp cho họ mất ngủ, họ ngủ thêm được nửa tiếng một tiếng trong một đêm, như thế đã là hạnh phúc lắm rồi. Mình chúc các bạn thành công.